bác. Chào mừng đến chợ Vạn Phúc nha. Hôm nay phiên cuối tuần, ra chỗ các bố quay phim tí cho đỡ buồn. Đấy, hôm nay thời tiết đẹp quá. Thời tiết đẹp quá, để nghe quay cái chỗ rẻ nhất chợ này, nghe các bố nói chuyện vui. Định ra sớm tí là có cây là đẹp để múc mà chưa thấy, hoặc là thấy mà hơi cao. Mở hàng chưa bố? Mở hàng chưa? Ừ, sớm quá nhỉ. Trà thì lúc nào nó có hoa. Trà thì dễ mà. Ba hắn bé mà già nhỉ. Thế về đến cửa hàng rồi bắt đầu mình xem mà. Già. Già đấy. Đấy, cho lên mạng thì bán. Ủa, của bác à? Cái này là giá thị trường là bao tiền đấy? Chuẩn 3 triệu. Và được. Trực tung á. Tùng La Hán giá chuẩn 3 triệu. Già, quan trọng là nó già kìa. Mịn mà đấy. Con cháu ai ấy đưa lên mạng một tôi biết nhỉ. Ra máy của tôi là để bắt được. Chắc là lướt qua không để ý. Nhiều lắm. Nhiều. Tùng La Hán. Không, ấy. YouTube. Đây, không, không phải cái này nè. Cái này à? Đúng rồi. Này mới nhiều người xem chứ. Thì à? Ừ. Cái kia thì người ta xem người ta thì lấy số của em là được. Không, bật mạng lên mới có, mới xem được. Thì cái này mất tiền à? Cái gì mất tiền à? Mạng này. Mạng thì... Là tôi về nhà tôi mới xem được. À, về nhà có wifi hay gì? Thì không mất tiền, bây giờ bật bật rồi. Thì mất tôi đi. Khi về nhà mình xem cái này là xem được. Cái gì cũng thế, cứ trên internet là phải có mạng mới xem được. Nhưng mà tôi này không để ý nhỉ. Em mẹ quay lên nhiều mà để biết. Nhiều mà ai biết. Anh như con si nữa, bướng đấy. Anh cũng chả có gì đẹp. Nhìn đằng sau còn đẹp hơn đằng trước. Mua cái đấy hay đấy. Cổ. Cứ về anh có. Anh vào bàn này mà. Tùng La Hán. Cái cảnh như này. Vâng. Để đi qua quay mặt sau cái nè. Đấy. Cái loại đời mới bây giờ là cái đăng nghiện hiện đấy. Nhưng mà nó không sao sao. Cái này. Cùng là đẹp. Không có được chưa? Tiền nào. Mua cái công bảo này. Ra thẳng. Đấy, có cái tử hơi lên đây rồi. Cái tử hơi đây là của bác Hưng. Chuẩn giá 3 đồng. Xi này thì xi này chắc nhiều tiền. Được đấy, Tùng La Hán đẹp đấy. Rúi. Ôi, chuyên rúi du. Về bật mạng lên, cứ gõ chợ Văn Phúc là thấy hết. Của em bao nhiêu thì mua mày để thôi mày mất. 089304 482. Đây, đang quay đây. Được rồi. Cứ lưu đi. Tên là gì? Lưu Đồng Sản. Tuyển Việt Nam. Vâng. Đấy.
Du đỏ chót này. Du đỏ chót này. Đấy. Cần thang của ông nào để xa thế? Cần thang của ông nào để xa thế? À, đây à. Sao không để tận đây? Đấy, cái đấy là bao tiền? 2,5 triệu. Xem nào. 2,5 triệu. Ông Khải vua. Ông Khải vua thìn này, này. Tất nhiên bằng cả thoải mái, nhưng mà mua vốn bán rẻ nhất ở chợ. Cây thì cây phôi, cây cây giá rẻ thôi, nhưng mà bán rất là rẻ. Không dám bán đắt đi chứ. Lại tí là họ bán rồi mà. Đấy. Bán cây gì? À, bán cho bà Tâm gì? Bán cho bà ấy, bà lại ra mà bán cắt cổ không? Ra cuối chợ xem cây. Xanh xi. Đấy, khu vực khoảng 4 nhạc. Về hả bác? Đi về hả bác? Ra ra cuối cho xem có gì. Ra cuối cũng có cây đấy. Đấy chà. Lộc Vương. Anh à, lại về đội rồi? Không. Hay là mới mang đi? Cắt hộ, kiếm được thịt mèo. À đây, thịt mèo à? Chuột, chuột. Chuột tôi chưa rẻ. Được bữa chuột thì mới đấy. Chuột ăn mèo hay anh ạ? Đường chuột rẻ hơn. Khó nhìn quá. Cắt thì quay cái bông kia bỏ cho nó. Mua mỗi cái cành này thôi. Thế thôi. Em được mua cái cành này thôi. Thế thôi. Tạm thời. Đấy. Mẹ ấy đầu to rồi. Bỏ. Nặng đầu. Nặng đầu quá. Nặng đầu. Nặng đầu này. Các mẹ người ta không nhìn được đấy. Còn dây, còn dây, còn dây. Nặng quá nhỉ. Càng nặng càng tốt. Này nó lại gấu, đầu gấu ấy. Cứ phôi tưởng tượng được nhiều thứ. Hoàn chỉnh rồi chả biết làm gì nữa. Đầu coi đuôi chuột này. Được. Sang xem của bố. À, ông Lập đây. Ông Lập có cái phi lao hay quá. Phi lao là nhiều tiền không bà? Phi lao nhiều tiền không? Nhiều, bao tiền đây? 15 à? Hay quá. Chắc này cũng đẹp. Chắc này cũng đẹp. Đấy. Đi mang ấy. Mới nhập rượu khác về. Ra. Bán không tiền. Nếu không lấy chậu bớt tiền đi thì bán lấy chậu bớt đi 3 triệu. Đấy, thế là còn 12 triệu. Lấy cây thì còn 12 triệu à? Bán tiền. Quái cây xanh kia. Nào.
mặt trước xem như thế nào. Đấy, trước mặt này mặt trước đẹp hơn, mặt kia đẹp hơn. Nhìn tay cảnh nó, tay cảnh nó ấy quá, nó còn bé quá, răm đẹp nhưng tay cảnh thì bé. Đây là này có cây gì đâu biết. Trong đây à? Phèn đỏ, phèn đen đấy. Ôi, Kiện. Thì là cái xanh của ông Kiện này. Đây, xem cây lao mặt trước này. Cụ lão bắt tiền. Tám ông kia. Hải Châu. Anh cũng biết. Chi thế bao tiền? Dành dành. Đấy, cái chắc đấy thì bao tiền đấy bà? 5.5 đồng. Cái kia gì? Quên. Còn cây này là bao nhiêu? 4 đồng rưỡi à? 6. Nhầm thế chết. Cây đẹp lắm, qua ta bán cây 11 triệu. Cây hôm nọ biết rồi. Nhiều cây nhớ đấy là được. Chắc là già góc này. Mày biết thì có biết. Vườn có mỗi cây. Có biết. Đó, khách thì bạn chú mày thì có. Cây đẹp lắm, giờ tuốt đi mới thấy đẹp. Cái này mà 2 đồng thì lấy luôn. Mày có như này tao cứ giá 4 rưỡi lên 5 là lấy luôn. Mày có cái cây như này tao mua luôn đây. Mày nhìn cái tay cành như này, tao vừa bán cây 70 triệu đấy. Mày biết cây 70 triệu như ông làm cho xem ảnh. À, cây đằng kia gì? Không, cây đằng kia gì? Cây tao mới đưa lên thì mới bán này, mới đưa lên cứ ở chợ này không ai biết. Cây không để ở chợ này một phút nào. À thế à? Để ở nhà bán luôn trên ảnh. Ghê quá nhỉ. Cái cây này là 60 triệu. Đây này, tuốt đi mới thấy cái đẹp mê hồn. Tuốt đi. Giả như này. Nếu mà lấy cây long kia thì rẻ hơn. Mấy con này thì mấy chục triệu. Hả? Con này thì mấy chục triệu. Con đấy 7 triệu. Lại đắt hơn con đấy. Này lại phải đi in tiền để quất thôi.